Các bạn ơi, trước mặt mình đây có một chiếc xe máy trộn bê tông siêu to khổng lồ. Bây giờ cùng mình xúc cát để tìm xe đồ chơi ở dưới đằng sau cái máy trộn bê tông siêu to khổng lồ này các bạn nhá. Ở đây mình phát hiện ra có mấy chiếc xe máy xúc này. Bây giờ cùng mình xúc cát để tìm xe đồ chơi nhé các bạn nhá. Đồ ok nào. Các bạn thấy không nào? Đây là một chiếc xe máy xúc cát đấy. Bây giờ mình sẽ múc cát để tìm xe đồ chơi với mình nào. Một gầu nào, hai gầu nào. Ui các bạn ơi, mình đã phát hiện ra một chiếc xe gì màu đỏ, có bánh màu đỏ này các bạn ơi. Tới tiếp nào, tới tiếp nào. Ui, một kho báu đồ chơi đấy các bạn ạ. Ấy các bạn thấy không nào? Ui các bạn ơi, mình đã tìm thấy một chiếc xe nhá. Đây 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 đây, đây là một chiếc xe tải địa hình đấy các bạn ạ. Ui, một chiếc xe tải địa hình xịn sò nha các bạn nhá. Wow, đẹp quá, đẹp quá các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tải địa hình đẹp nhờ các bạn nhờ. Ui, mình rất là thích chiếc xe tải địa hình này đấy các bạn ạ. Ấy, xe tải địa hình chở cát đấy các bạn ơi. Ấy, một gầu cát nào, hai gầu cát nào. Wow, các bạn thấy ngầu chưa nào? Ở đấy, chiếc xe tải bật ben đấy các bạn ạ. Nhưng mà cái ben bị hỏng rồi. Ấy, bật động các bạn ơi. Wow, một chiếc xe tải ben địa hình đẳng cấp và xịn xò quá các bạn ơi. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào? Ui, các bạn ơi, bây giờ của mình múc tiếp nào. Múc nào, múc nào, múc nào, múc nào. Nào, múc nào các bạn ơi, múc nào, múc nào. Ui, các bạn thấy không nào? Đấy, mình múc được một chiếc xe gì màu xanh xanh này các bạn ơi. Ây, ở dưới đống cát này có một kho báu đồ chơi xịn sò đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe gì các bạn ơi? Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải ben chở đất. Đúng rồi, các bạn ạ, màu xanh này. Ui, một chiếc xe tải ben chở đất xịn quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe tải ben chở đất này xịn sò đấy, có âm thanh luôn kìa các bạn ơi. Có đèn luôn đấy. Đó, một chiếc xe tải ben bật cả ben này các bạn ơi, có thể hạ được cả thùng này các bạn ơi. Ui, chiếc xe tải này xịn sò quá nhờ các bạn nhờ, quá là đẳng cấp luôn. Thôi, bây giờ mình ở đây, bây giờ cùng mình bới tiếp này tìm tiếp nào. Mình rất là hồi hộp đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì nữa này các bạn ơi. Đây 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 các bạn ơi. À, các bạn ơi, đây bới nào, bới nào. Ui, các bạn ơi, mình lại phát hiện ra một chiếc xe gì màu đỏ đỏ này các bạn ơi. Rất là hồi hộp đấy các bạn ạ. Nào, bới nào, bới nào. Ui, các bạn ơi, đó, bới 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 bới. Đó, hồi hộp quá các bạn ơi. Bới nào, bới nào. Chiếc xe này hình như chạy bằng 6 bánh như sao ấy các bạn ạ. Đó, ui, nặng lắm các bạn ạ. Chiếc xe này to lắm. Ui, đây là một chiếc xe máy xúc cát đấy các bạn ạ. Một chiếc xe cần cầu chuyên đi xúc cát xịn xó nha các bạn nhá. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát mới chưa? Các bạn ấy mới chưa nào? Múc một gầu nào, hai gầu nào, ba gầu nào, bốn gầu nào. Ui, các bạn ơi, chiếc xe này ngầu lắm. Ngầu lắm các bạn ạ. Ui, quá là đẳng cấp luôn. Đó, xoay được cả cần 360 độ này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cần cầu múc cát xoay 360 độ luôn đấy các bạn ạ. Quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Ui, mình rất là thích chiếc xe cần cầu múc cát này đấy các bạn ạ. Ui, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, à, mình sẽ bới tiếp để tìm tiếp nha các bạn nhá. À, bới nào, bới nào, bới nào. Ui, các bạn ơi, ở đây mình lại phát hiện ra một chiếc xe cần cầu này. Đây là một chiếc xe cần cầu móc đấy các bạn ạ. Nào nào, anh rất là đẹp nha. Ui, màu xanh này. Đó, kéo được cần dài ra đấy các bạn ơi. Ui, các bạn thấy chiếc xe cần cầu này xịn không? Nào, bây giờ cùng mình tìm tiếp nha. Mình sẽ múc cát để tìm xe đồ chơi tiếp này các bạn ơi. Nào, múc nào, múc nào, wow, múc nào. Múc cát nào, múc nào, múc cát nào, múc cát nào. Ui, các bạn ơi, wow, múc nào, múc nào. Ui, múc tiếp nào các bạn ơi, múc tiếp nào. Ui các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì màu trắng trắng này các bạn ơi. Đây, mình múc được một chiếc xe gì màu trắng trắng ấy các bạn ạ. Đấy, ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe vận tải vận cầu này. Đó, một chiếc xe vận tải vận cầu cứu ô tô. Ui, đúng rồi các bạn ơi, một chiếc xe vận tải vận cầu cứu ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, chiếc xe này có xịn không nào? Quá là đẹp luôn nhá. Một chiếc xe vận tải vận cầu cứu ô tô cảnh sát đấy. Đẹp quá các bạn ạ. Đó, mình rất là thích chiếc xe luôn đấy các bạn ơi. Ui, ngầu quá các bạn ơi. Đó, xịn xóa quá. Rồi, các bạn ơi, bây giờ cùng mình bới tiếp để tìm tiếp nào. Bới nào, bới nào, bới nào, bới nào các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, mình lại bới được một chiếc xe nữa này. Có cái cần màu trắng luôn nha. Đó, một chiếc xe máy xúc cát cũng rất là xịn nhé các bạn. Ui, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Ui, mình múc nào, múc xem có xe gì được không nha. Múc nào, múc nào. Ui, các bạn ơi, ai cha cha. Các bạn ơi, ấy, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì nữa đây. À, đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe gì các bạn có biết không? Đây là một chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện đấy. Đây là một chiếc xe thang nhá. Một chiếc xe thang chuyên đi sửa chữa điện đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này có mới không? Quá là mới luôn nhá. À, xe được cả tân này. Đấy, một chiếc xe thang chuyên đi sửa chữa điện và cứu hộ đấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe thang đẹp quá nhờ các bạn nhờ. Có đèn, có âm thanh luôn này các bạn ơi. Ui, các bạn thấy có ngầu không? Đẳng cấp không? Ui, bây giờ mình bới tiếp để tìm tiếp nhá. Mình bới cát nào, bới cát để tìm tiếp nào. Các bạn ơi, bới nào, bới nào, bới nào, bới nào. Ui, các bạn ơi, ở đây mình lại bới được một chiếc xe gì nữa này. Wow, các bạn ơi, bới nào, bới nào, bới nào. Ui, các bạn ơi, mình bới được một chiếc xe gì đây, các bạn có biết không nào? Ui, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu các bạn ạ. Đó các bạn ơi, chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu nhá.
Ái cha, một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu rất là mới và xịn này các bạn ơi. Ui, mình rất là thích chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu rồi đấy các bạn ạ. Ôi, đẹp quá. Nào, bây giờ cùng mình bới tiếp để tìm tiếp các bạn nhá. Bới cát nào, bới cát nào, bới nào, bới nào. Ui, các bạn ơi, mình lại bới được một chiếc xe gì đây này. Một chiếc xe bíp này, chiếc xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học. Có hai cái mắt luôn này các bạn ơi. Ui, chiếc xe bíp này đẹp quá. Wow, các bạn ơi, bây giờ cùng mình bới tiếp để tìm tiếp nha. Ui, bới nào, bới nào, bới nào, bới nào. Wow, bới nào, bới nào. Ui, wow. Các bạn ơi, ui, các bạn ơi, một chiếc xe gì màu đỏ đỏ này, xịn này, các bạn ơi. À, ui, chiếc xe này to thế nhờ các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa thang đấy các bạn ạ. Ui, chiếc xe cứu hỏa thang này có 4 chân trống này, các bạn ơi. Ui, chiếc xe này mới nhờ các bạn nhờ. Đây là một chiếc xe cứu hỏa thang nha, xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy. Các bạn ơi, ở đâu có đám cháy các bạn nhớ gọi xe cứu hỏa để chữa cháy luôn đấy các bạn ạ. Ồ, một chiếc xe cứu hỏa đấy. Ây, bây giờ của mình lắp ráp lại cái gầu múc cát này để mình múc cát để tìm xe nối dây tiếp này các bạn ơi. Đấy, các bạn đánh gầu chưa? Nào múc nào. Đấy, một chiếc xe quá là đẹp luôn. Wow, múc nào, múc nào, múc nào, múc nào, múc nào, múc nào. Ui, các bạn ơi. Đó, múc nào, múc nào. Wow. Đấy, các bạn ơi. À, à, à. Ui, đây là một chiếc xe tải chở ô tô. À, xe tải chở ô tô cảnh sát các bạn ạ. Ái cha, một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát màu trắng đấy. Ui, các bạn thấy đẹp chưa nào? Một chiếc xe tải 2 tầng chở ô tô cảnh sát nha. Ui, đẳng cấp chưa? Wow, bánh quay rất là tít các bạn ạ. Bánh quay rất là tít luôn. Ui, các bạn ơi. Wow, nhiều đồ chơi đẹp thế nhỉ các bạn nhỉ? Nào, múc tiếp nào. Múc tiếp nào các bạn ơi. Múc tiếp nào. Ui, 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 ui. Ui, các bạn ơi. Ui, ui, một chiếc xe bồn. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở chở nước này các bạn ơi, chở nước này tới cây đấy các bạn ơi. Ôi các bạn thấy đẹp chưa? Một chiếc xe bồn chuyên đi chở nước này tới cây đấy các bạn ạ. Wow, quá là đẹp luôn. Ui, hôm nay tìm được nhiều đồ chơi mới trong đống cát quá nhỉ các bạn nhờ. Các bạn thấy xe gì xịn ông phô mình nhà đấy. Mình lại tìm thấy một cái cần cẩu này. Đấy, cái chiếc xe gì đây các bạn ơi? À, đây là một chiếc cần cẩu. À, xe cần cẩu các bạn ạ. Xe cẩu hút cát. À, xe cẩu cứu hộ đấy. Đây là một chiếc xe cẩu cứu hộ màu xanh này, xoay cả cần đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu đấy. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Bánh quay tít chưa? Ui, các bạn ơi. Nào, bây giờ của mình múc tiếp nào. Mình múc tiếp nào xem còn xe gì không. Ui, các bạn ơi, mình lại bới được một chiếc xe gì nữa này. Các bạn ơi, ui. Các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông nè các bạn ơi. À, một chiếc xe bồn bê tông có thể xoay được cả bồn chỗ này bê tông bên trong. Có cả xẻng xúc bê tông này các bạn ơi. Ái chà, bây giờ mình múc tiếp xem còn xe gì nữa không nào. Ui, wow. Các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe màu trắng màu đỏ, xe xúc nập nha. Đây là một chiếc xe xúc nập này. Ui, bây giờ mình phải lắp ráp lại cái chiếc xe này nha. Ây, ở bên này có, mình tìm được nhiều đồ chơi quá. Nào, ao, các bạn thấy không nào, mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi đấy. Đây là xe ủi cát nào, mình sẽ ủi cát tiếp để tìm những chiếc xe đồ chơi ở dưới đống cát này các bạn ơi. Đó, ủi nào, ui, chiếc xe này to, vì to như này mình ủi được nhiều cát đấy các bạn ơi. Ui, ủi cát này, xe ủi cát này, ui, các bạn thấy ngầu. Wow, các bạn thấy ngầu chưa nào, ui, rất là vui đó nha. Đó, ủi tiếp nào, thêm một gầu nào, để mình tìm cho con xe gì ở bên dưới không, các bạn ơi. Đây mình hái rau muống này, đấy rau muống đấy các bạn ơi. Ui, của mình đi tìm xe đồ chơi này, mình sẽ không hái rau đâu, mình đi tìm xe đồ chơi này. Ui, 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 các bạn ơi, ui, ui, các bạn ơi. Ui, trời ơi, các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì này, các bạn ơi. Ui, ui, từ từ, các bạn ơi, từ từ, đây rồi. Mình tìm thấy một chiếc xe xúc nạp này, các bạn ơi, đây là một chiếc xe xúc nạp đấy, các bạn ơi. Ui, chiếc xe đẹp quá, các bạn ơi, ui, xịn quá, các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, bây giờ cùng mình đi tìm tiếp nào. Ui, các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe Lamborghini này. Đấy, xe Lamborghini đấy, các bạn ơi. Ui, đấy, một chiếc xe ô tô nha, một chiếc xe Lamborghini rất là đẹp luôn. Wow, các bạn thấy hay chưa, hay chưa? Ui, ngầu chưa các bạn ơi? Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc xe tăng quân sự này. Đây là một chiếc xe tăng quân sự này các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Wow, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Ui, nhiều xe quá các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc xe Lamborghini nữa này. Đây là một chiếc xe Lamborghini nữa các bạn ơi. Ui, cùng mình đi tìm xe rồi chơi tiếp nào. Wow, các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc xe máy xúc này. Ui, chiếc xe máy xúc này rất là xịn đấy, quay đầu màu xanh nhá. Wow, đẹp chưa các bạn ơi? Wow, xịn chưa? Ui các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc xe bíp này. Đây là một chiếc xe bíp rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, hôm nay mình tìm được nhiều xe đồ chơi xịn sò chưa các bạn ơi? Wow, rất là ngầu luôn. Ui, ngầu quá các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp nào. Các bạn ơi, đi thôi. Ui, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe máy xúc và một chiếc xe bíp này. Đây là một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ơi. Wow, chiếc xe bíp này rất là đẹp đấy các bạn ơi. Ui, ngầu quá. Ui, đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe máy xúc khác.
có bốn cái đánh màu trắng các bạn ạ. Wow, chiếc xe này cũng rất là mới và đẹp này. Ui các bạn ơi, bây giờ của mình xúc cát để giải cứu xe ô tô nhá. Đấy, máy xúc cát giải cứu xe ô tô đấy. Đấy, xúc cát nào, xúc cát nào. Wow, đây rồi, đây rồi các bạn ơi, mình đã tìm thấy một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát này. Đấy các bạn có thấy không nào, một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát đẹp quá các bạn ơi. Ui, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ, quá là mới và xịn sò luôn nhá. Ui nào chưa các bạn ơi. Nào, bây giờ của mình múc tiếp để tìm xe rồi chơi tiếp nha. Wow. Nào, múc nào. Ui, các bạn ơi, mình múc được một chiếc xe gì này. Wow. Đây là một chiếc xe tải địa hình đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe tải địa hình xịn xò quá các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe tải địa hình nha các bạn nha. Wow, quá đẹp luôn. Các bạn thấy xịn chưa? Một chiếc xe tải địa hình quá là mới và xịn xò đấy các bạn ơi. Ấy cha. Các bạn thấy chiếc xe tải địa hình này có ngon không nào? Wow, đẹp chưa nào? Ui, các bạn ơi. Nào, bây giờ của mình múc tiếp nào. Mình múc tiếp nào, múc tiếp nào. Wow. Các bạn ơi. Các bạn ơi, mình múc được một chiếc xe gì này? Ui, đây là một chiếc xe cần cậu móc nè. À, một chiếc xe cần cậu móc đẹp quá các bạn ơi. Ui. Đẹp quá các bạn ơi. Wow. Ui, chiếc xe cần cậu móc này xịn xò quá các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, chiếc xe cần cậu móc này đẹp không nào? Con đẹp to đẹp đấy các bạn ơi. Ui. Đây, bây giờ mình múc tiếp nha, mình múc xem có xe gì nữa không nào. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, mình múc tiếp nào. Đây rồi, đây rồi. Wow. Các bạn ơi, mình để múc được một chiếc xe tải chở ô tô này. Đây, một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi đấy các bạn ạ. Wow, các bạn thấy không nào. Đấy, xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi quá là đẹp luôn. Quá là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Ui, đó các bạn ơi. Nào, tiếp theo mình để múc tiếp nha, mình để múc tiếp xem còn xe gì không nào. Wow, wow. Các bạn ơi, ở đây rồi, đây rồi, mình để cứu được một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu ô tô nha. Xe này là xe vận tải vận cẩu cứu ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, chiếc xe này có đẹp không nào? Wow, chiếc xe này mới và đẹp lắm đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu ô tô cảnh sát rút được cần dài này, có cái móc này các bạn ơi. Wow, hay chưa. Ui các bạn ơi, ui hello, bây giờ mình sẽ múc tiếp xem còn xe gì không nhá các bạn ơi. Nào, múc nào. Ui, máy xúc xe múc cát nào, máy xúc xe xúc cát nào. Ui ui, cái đối sao ấy các bạn ơi. Nào, ui các bạn ơi, mình lại xúc được một chiếc xe gì nữa này các bạn ơi. Các bạn chờ mình một chút để mình xem đây là một chiếc xe gì nhá. Ui ui, đây rồi các bạn ơi. Đây rồi, mình lại giải cứu được một chiếc xe cần cầu móc này. Đây là một chiếc xe cần cầu móc đẹp quá các bạn ơi. Ui, đấy, đây, một chiếc xe cần cầu móc xịn xò, có số 51 đấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cần cầu móc đẹp quá các bạn ơi. Ui, nào, bây giờ cùng mình múc tiếp nào. Mình múc nào, múc nào, múc nào. Wow, các bạn ơi, mình múc nào. Ui, các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe gì đây các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bồn chở xăng dầu ấy các bạn ạ. Một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu nha. Wow, chiếc xe này quá đẹp luôn đấy các bạn ơi. Nào, bây giờ cùng mình bới tiếp để tìm xe tiếp nha. Ui, mình lại tìm thấy một chiếc xe cần cầu xúc cát này các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được nhiều xe đồ chơi quá nhỉ các bạn ơi. Nào, bây giờ cùng mình đi ra vườn tìm xe đồ chơi tiếp nha. Bê tông này các bạn ơi. Đấy, mình tìm được một chiếc xe bồn chở bê tông xịn xò và mới chưa này. Wow, các bạn thấy chiếc xe bồn chở bê tông này có mới không, đẹp không nào? Wow, bây giờ mình sẽ cho vào cái chậu của mình nhá. Đó, mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi đẹp đấy. Đây là một chiếc xe cần cẩu rác này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cần cẩu rác xịn xò chưa này. Wow, các bạn thấy chiếc xe cần cẩu rác này có xịn không nào? Wow, pi 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 pi. Ui, các bạn ơi, xe cần cẩu rác này đẹp quá. Nào, bây giờ mình đi tìm tiếp thôi. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình lại phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát này. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe máy xúc cát rất là mới này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát xịn chưa này. Wow, các bạn thấy chiếc xe máy xúc cát màu đỏ này có đẹp không nào? Pi 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 pi. Wow, bây giờ mình sẽ cho vào cái rổ của mình nha, cái chậu của mình thôi. Các bạn ơi, đây có xe bồn trộn bê tông này. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông siêu to khổng lồ. Hai chiếc xe bồn chở bê tông này. Ui, ba chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Bốn chiếc xe bồn chở bê tông luôn. Năm chiếc xe bồn chở bê tông. Wow, sáu chiếc xe bồn chở bê tông luôn này các bạn ơi. Xe cần cầu móc này. Đấy, các bạn ơi, ở đây có cả xe máy xúc cát này, xe cẩu múc cát cảnh sát này. Wow, xe tải đen chở đất này các bạn ơi. Xe đen chở đất này. Wow, xe máy xúc cát khổng lồ. Ôi, ở đây có mấy chiếc xe công trình này, máy xúc cát này, của Ruby này các bạn ơi. Đó, xe địa hình luôn nha. Wow, đẹp chưa này. Đó, mình sẽ để đây nha. Đó, xe ben chở đất này, đây là xe ben chở đất này của Ruby này. Wow, các bạn ơi, nhiều xe quá. Đó, còn là xe xịn đây các bạn ạ. Đó, hay quá. Nguyên nguyên đó. Đây là xe bồn chở bê tông này. Pi 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 pi. Đấy, xe bồn chở bê tông có cái bồn đấy các bạn ơi. Wow, hay chưa, xe địa hình luôn nhá. Đây, đây còn một chiếc xe cứu hộ này,
xe cứu hộ các bạn ạ, đây là một chiếc xe cứu hộ xịn sò luôn đấy các bạn ơi. Win 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 đó, các bạn thấy ngầu chưa nào? Wow, xe ben chở đất của Dobby này. Win 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 win, wow hay chưa? Pi 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 pi, ôi một chiếc xe ben xịn sò luôn này các bạn ơi. Nào chút ben luôn, chút ben luôn, chút ben luôn, đó hay chưa, hay chưa? Wow các bạn ơi, đấy máy xúc cát đấy các bạn ạ, đấy máy xúc cát đấy, bẩn chưa? Chút nữa mình sẽ làm sạch nha. Wow, một chiếc xe bồn trộn bê tông đẹp nhờ các bạn nhờ, đó rất là đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe bồn này luôn đấy các bạn ạ. Đây bẩn quá, màu vàng ấy các bạn ạ, màu đất vàng ấy, đó dính bùn bẩn quá các bạn ơi. Chút nữa mình sẽ đi rửa sạch nha. Wow các bạn ấy, chiếc xe bồn này có đẹp không? Hí ngầu không các bạn, quá là ngầu luôn nha. Ái chà, tắm bùn mát quá này các bạn ơi. Đó một chiếc xe bồn trộn bê tông, chút nữa mình sẽ làm sạch nha. Đây mình sẽ đây này các bạn ơi, đó một chiếc xe bồn trộn bê tông ấy các bạn thấy không? Đó, nào bây giờ của mình tìm tiếp một chiếc xe. Ui các bạn ơi, à đây là một chiếc xe máy xúc cát mới chưa? Đấy một chiếc xe máy xúc cát mới này các bạn ơi. Oh các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc này. Đấy một chiếc xe máy xúc đấy các bạn ạ. Đấy múc bùn luôn, xe cẩu múc bùn này. Wow múc đất này, múc đất này. Wow các bạn ơi, chiếc xe cẩu múc đất này có ngầu không nào? Quá là ngầu luôn nha. Bây giờ mình sẽ tắm bùn cho bạn ấy nào. Wow một bạn xe máy xúc cát đấy các bạn ơi. Đấy các bạn thấy ngầu chưa? Đây là một chiếc xe máy xúc cát nha. Đấy các bạn ơi, wow vậy là mình đã nhuộm được một màu bùn đấy các bạn ạ. Đấy một chiếc xe máy xúc cát nhuộm được màu bùn đấy nha. Đấy ngầu không các bạn ơi? Đấy mình đã nhuộm được hai chiếc xe rồi nha. Wow các bạn thấy hay chưa? Nào tiếp theo nào, bây giờ mình nhuộm tiếp một chiếc xe tải nha. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Đấy một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát nha. Ui các bạn thấy ngầu chưa nào? Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Wow các bạn thấy hay chưa? Đó mình sẽ cho ui tắm bùn luôn rồi các bạn ơi. Đấy các bạn thấy nhuộm màu bùn luôn nè. Đấy xe tải hai tầng chở ô tô cảnh sát dính bùn. Đó chút nữa mình sẽ làm mới chiếc xe này nha. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô toàn là bùn đấy các bạn ạ. Ai chà, nào mình sẽ để đây ba chiếc xe rồi. Môi trường dọn dẹp lên này. Đấy mình câu được cần câu cái đúng không các bạn? Đấy mình cẩu lên cao này. Đấy mình cẩu lên. Đấy các bạn thấy không nào? Chỗ này mình cẩu rất là nhiều xe đồ chơi ấy. Đây là một chiếc xe môi trường dọn dẹp siêu to khổng lồ. Đấy mình sẽ câu tiếp nào. Mình câu tiếp để cẩu tiếp nào. Wow đấy mình cẩu tiếp một chiếc xe tải nữa nha. Đấy mình cẩu tiếp một chiếc xe tải này. Đấy một chiếc xe tải màu vàng ấy. Đấy các bạn ơi, đấy mình cẩu tiếp một chiếc xe tải màu vàng. Đấy nào 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 nào, nào. Bây giờ mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe lên nha. Đấy mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe lên này. Đây đây mình móc vào như cẩu cần câu cá ấy các bạn. Đây khó móc quá. Nào bây giờ mình sẽ móc một chiếc xe to hơn nào. Đấy mình móc vào chiếc xe to hơn như cẩu. Ê móc vào, ui không câu được rồi. Đây mình sẽ câu chiếc xe này nha. Đấy mình móc vào để câu lên. Câu lên lên lên. Ui câu trượt rồi các bạn ơi. Câu trượt rồi. Đấy mình câu lại nha. Mình câu lại này. Đấy mình câu lại là câu trượt đấy các bạn ạ. Đây mình sẽ sang hố bên này nha. Mình sẽ sang hố bên này để câu tiếp này. Đấy mình sẽ câu một chiếc xe này lên này. Đấy mình giải cứu xe. Một chiếc xe vận tải vận cẩu siêu to khổng lồ này. Ui lên cao luôn. Đó mình giải cứu thành công một chiếc xe vận tải vận cẩu siêu to khổng lồ lên cao luôn đấy. Đấy các bạn ơi. Đấy các bạn ơi. Đó nào, bây giờ mình lại câu tiếp một chiếc xe nữa lên nha. Đấy mình câu móc vào để câu lên này. Đấy mình câu thành công một chiếc xe tải đen này lên cao này các bạn ơi. Đấy mình câu thành công được hai chiếc xe luôn, không phải một chiếc xe nữa các bạn. Đấy đây là xe tải địa hình xe của Dobby ấy nhá. Đó một chiếc xe tải địa hình. Các bạn ơi, ui các bạn này chiếc xe bồn này có xịn không nào? Wow các bạn ơi, đây là cái bồn để trộn vữa nhá. Đây là cái tay xoay bồn để trộn bê tông này các bạn ơi. Xoay nào, xoay nào. Wow vui quá các bạn ơi. Các bạn thấy không nào? Đây bây giờ của mình đi tìm đồ chơi tiếp nào. Bây giờ của mình đi tìm xe đồ chơi tiếp nhá. Ui các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra có một chiếc xe cảnh sát này. Ui các bạn ơi, nào giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải cảnh sát nha. Xe tải 2 tầng ấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe tải 2 tầng đẹp quá các bạn ơi. Ồ, xe tải này là xe tải cứu hộ ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Wow, bíp 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 bíp. Ui các bạn thấy hay chưa nào? Đó, các bạn ơi, đây rồi mình đã tìm thấy một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát nha. Đấy, một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe này quá là xịn luôn. Wow, các bạn thấy hay chưa nào? Đây, bây giờ cùng mình đi tìm tiếp nha. Wow, các bạn ơi, ở trên này mình còn tìm thấy có một chiếc xe gì đây? Ui, các bạn ơi, giới thiệu với các bạn đây, đây rồi. Đây là một chiếc xe cẩu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. Đấy, xe cần cẩu chuyên đi múc cát đấy.
đẹp chưa, xoay được cả cần này các bạn ơi. Wow, chiếc xe này quá năm mới và đẹp đấy các bạn ơi. Ui, có cả chân trống này. Đó, một chiếc xe cần cẩu chuyên đi Mokka rất là xịn luôn. Wow, các bạn thấy chiếc xe này có xịn sao không nào? Ui, mình rất là thích đấy. Wow, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe chuyên đi nâng hàng này. Đấy, một chiếc xe nâng hàng có cả bu lăng lái xe luôn. Nâng hàng này. Wow, xe nâng hàng này. Rồi, bây giờ cùng mình đi chạy xe nhá. Mình sẽ đi chơi trò chơi chạy xe thôi. Đây là một chiếc xe nâng hàng này. Đó, một chiếc xe nâng hàng xịn xò nhá. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe bíp nữa nhá. Đấy, một chiếc xe bíp. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Ấy, xoay được cả bồn. Bây giờ mình phải chạy thử luôn xem tốc độ có đỉnh cao nhá. Wow, hay quá. Chạy rất là nhanh luôn. Nào, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy nhá. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa, hay chưa? Wow, ngầu chưa nào? Một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy. Đó, bíp 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 bíp. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Bíp 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 bíp. Ui, các bạn ơi, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi tiếp nhá. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một nào. Ô tô cảnh sát này. Đấy, xe cảnh sát này, xe cảnh sát này hôm nay còn là xe cảnh sát to rồi. Các bạn ơi, hôm nay nhiều xe cảnh sát to quá. Đấy, ô tô cảnh sát nha, xe chở phạm nhân nữa này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn xò này. Các bạn ơi, wow, động cơ quá là mạnh này các bạn ơi. Wow, hay chưa, hay chưa? Các bạn đến đâu chưa nào? Đây là một chiếc xe cảnh sát màu trắng siêu to khổng lồ đấy. To quá các bạn ạ. Wow, các bạn đến đâu chưa? Đây là một chiếc xe cảnh sát này, xe cảnh sát chở phạm nhân này. Wow, đẳng cấp chưa? Rồi, bây giờ của mình đi tìm tiếp thôi. Mình sẽ nhặt những chiếc xe đồ chơi xịn hơn nhá. Rồi, các bạn ơi đi thôi. Ở đây mình còn phát hiện ra có rất là nhiều xe nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Wow, máy xúc cát. Các bạn thấy ngầu chưa? Nào, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Đấy, các bạn ơi. Nào, đấy, đây có cả xe ô tô cảnh sát G63 nhá các bạn nhá. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là xe tải đen nhá. Xe tải đen địa hình đấy. Ôi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63. Wow, xe tải địa hình này. Wow, đây các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông này. Wow. Ui, các bạn ơi, đây là xe bồn chở bê tông ấy. Đẹp lắm các bạn ạ, to lắm. Oh. Đây, giới thiệu các bạn, đây là xe cần cẩu móc màu xanh nhá. Đó, chiếc xe này to lắm. Có một chiếc xe cần cẩu rất to. Ôi, bây giờ mình giới thiệu tiếp với các bạn. Ui, nhiều cái mặt nạ của siêu nhân lính nhện này các bạn ơi. Đó, mình sẽ để cái mặt nạ đây và mình sẽ để chiếc xe ở đây nhá. Đây, xe cần cẩu móc 3696. Ô, à, một hai ba. Ui, các bạn thấy ngầu không? Đó, hai chiếc xe cần cẩu rất là đẹp luôn, to khổng lồ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem còn xe gì không để chơi tiếp với các bạn ơi. Có nhiều xe to lắm. Đó, ở dưới này nhiều cái kia kia của siêu nhân lính nhện này các bạn ơi. Ồ, ok. Đây là một chiếc xe máy xúc win win, hay hay quá. Rồi, đây là xe cần cẩu móc các bạn ạ. Xe cần cẩu móc bully nhá, to khổng lồ. Ui. Rồi. Xe bồn trộn bê tông các bạn ạ. Xe bồn chở bê tông xoay bồn. Ui, chiếc xe này hay quá. Win 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 win. Đó, xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Pip pip win win win. Nhiều xe to lắm các bạn ạ. Đây, xe bồn trộn bê tông có cái bồn màu trắng to khổng lồ các bạn ơi. Chiếc xe này to lắm. Win win. Pip pip pip. Nào, thử chạy thử, chạy win win win. Đó, hay quá. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy mấy chiếc xe này xuống đường nhá. Win. Đó, xe bồn đấy các bạn ạ. Đây, giới thiệu với các bạn xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ đây. Win win, chạy tốc độ đỉnh cao. Pip pip pip. Đó, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên. Rồi, sắp lên được câu rồi. Lên này. Đó, mình sẽ hạ này. Hạ này. Đó, các bạn đẳng cấp chưa? Đó, chiếc xe này quá là đẹp luôn. Có nhạc luôn nhá. Xe này chở ô tô ấy. Xe chở ô tô đi phân phối cho các đại lý đấy các bạn ạ. Zing zing zing. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Pi pi pi. Zing zing, tốc độ đỉnh cao luôn đấy các bạn ạ. Đây, mình sẽ giới thiệu tiếp đi các bạn. Đây là xe bồn chở bê tông nhá. Xe bồn này chuyên chở bê tông các loại ấy các bạn ạ. Xe chở bê tông là có xẻng trúc bê tông luôn. Xoay được cả bồn luôn. Đó, chiếc xe này là xe chở bê tông đi đổ móng nhà đấy các bạn ơi. Zing zing zing. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Zing zing zing. Chiếc xe này tốc độ đỉnh cao lắm các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu vàng này các bạn ơi. Có cái viền
màu xanh xanh rất là đẹp rồi. Ồ, chiếc xe này to quá. À, đây rồi, mình phát hiện ra đây là xe bồn chở nước tưới cây xanh nhá. Đây là một chiếc xe bồn chở nước ấy các bạn ạ. Đó. Mở nắp thùng để cho nước vào này các bạn ơi. Ồ, hay quá nha. Đó, mình sẽ đóng nắp thùng vào này. Đó, hay chưa? Đây là cái vòi phun nước này các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn. Xe này có nhạc nha. Ôi, bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn. Đây là xe lưng hàng nhá. Một chiếc xe lưng hàng này. Quá đẹp luôn, lưng này. Đó, hay chưa? Cái tay xoay đấy các bạn ạ. Đó, có cả cái ba lết kìa các bạn ơi. Ồ, có cả ghế ngồi, có cả bu lăng lái xe luôn. Xe lưng hàng này quá đẹp luôn. Tốc độ đỉnh cao luôn. Wow, xe bồn trộn bê tông này các bạn. Ồ, xe cứu thương này. Xe xúc lật này các bạn ơi. Ồ, xe máy xúc cát màu trắng này. Ồ, xe máy xúc cát màu vàng. Xe cần cẩu múc cát. Ồ, xe cần cẩu, ui, xe xúc lật này các bạn ơi. Ồ, xe máy xúc cát này. Ồ, xe máy xúc cát chạy bằng pin. Ồ, chiếc xe này đẹp quá. À, xe máy xúc cát này chạy bằng bánh bằng cao su này các bạn ơi, lốp bằng cao su luôn ấy. Ồ, xe này đẹp quá. Ồ, còn nhiều xe lắm các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát. Đây là xe cần cẩu múc quả bi phát sáng này các bạn ơi. Quả cầu phát sáng đấy. Ui, phát sáng luôn. Ồ, các bạn thấy ngầu không? Ồ, chiếc xe này đẹp đấy các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe luôn đấy các bạn ơi. Ồ, hay chưa? Vinh vinh, tốc độ đỉnh cao luôn. Hay quá các bạn ạ. Đó, vừa đi vừa múc. Ồ, hay quá các bạn ơi. Đó, rồi, let's go, mình ở đây nha. Đây quả cầu này, đó. Ôi, đây, giới thiệu với các bạn, đây là xe McQueen nhá, xe 95 đấy. Ồ, chiếc xe này ngộ nghĩnh và đẹp chưa này. Wow, mắt nghe nghe nghe, let's go nào các bạn ơi. À, xe máy xúc cát chạy bằng pin nhá. À, trên này còn xe máy xúc cát biến hình thành robot này các bạn ơi. Ồ, máy xúc cát địa hình luôn, vinh vinh. Ui, trên này còn nhiều xe lắm. Máy xúc cát này. Ồ, máy bay chiến đấu này các bạn ơi. Ui, máy bay chiến đấu màu trắng đẹp chưa này. Wow, máy bay này chạy bằng pin đấy các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ bay đi tìm xe đồ chơi nhá. Bay nào, bay lên bầu trời để bảo vệ bầu trời bình yên các bạn ơi. Toàn là xe đẹp thôi. Ôi, các bạn ơi, toàn là xe xịn luôn nhá. Rồi, bây giờ cùng mình chơi thôi. Đầu tiên là một chiếc xe cần cẩu xúc cát nha. Ui, chiếc xe này, bíp bíp bíp, ui, mới đôi nhỏ. Đây là xe cần cẩu xúc cát này. Các bạn thấy động cơ bánh răng nhờ. Đó, chiếc xe này chạy bằng pin đấy, xịn đấy các bạn ạ. Ui, chiếc xe này ngầu không các bạn ơi. Đó, đẳng cấp luôn. Ui, chiếc xe này chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Vừa đi vừa múc luôn. Ui, múc nào. Rơi vực đó. Chiếc xe này phải nói là xịn đấy các bạn ạ. Đó, mình đã nhìn thấy động cơ kìa. Ở bên trong còn phát sáng luôn đấy các bạn ơi. Ở bên trong còn phát sáng luôn nha. Đẹp đấy, chiếc xe đẹp đấy các bạn ạ. Đó, rất là đẹp luôn, đẳng cấp luôn. Ok, mình ở đây nha. Đây là máy xúc cát có bốn cái bánh màu trắng chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Xe này cổ chạy bằng pin nhá, xịn xò luôn. Đó, ui, bánh đang phát sáng kìa các bạn ơi, xanh xanh kìa. Ui, đẹp chưa? Một chiếc xe cần cẩu xúc cát xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Ui, múc nào. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cầu không? Vừa đi vừa múc luôn, đó, đẳng cấp luôn. Ui, ok, mình sẽ tắt chiếc xe đi nhá. Rồi, bây giờ mình ở đây nha, xem còn chiếc xe gì xịn không để chơi với các bạn ơi. Múc nào, ui, let's go. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu móc màu vàng nha. Đó, chiếc xe này đẹp quá các bạn. Đây là xe cần cẩu móc cứu hộ màu vàng nha, xịn xò luôn. Mình ở đây nha. Rồi còn xe gì không? Ui, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu xúc cát này. Chiếc xe này xịn xò đấy các bạn ạ. Ô, đẹp chưa nào? Múc nào. Ô, có cả bu lăng lái xe này các bạn ơi. Đó, chiếc xe này đẳng cấp đấy các bạn ạ, xịn xò ấy. Rồi tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu xúc cát có bốn cái bánh màu trắng. Hai cái bánh trước thì nhỏ, còn hai cái bánh sau thì to đùng ấy các bạn ạ. Đó, múc nào. Rồi, giới thiệu với các bạn tiếp theo là máy xúc cát ấy nhỉ. Máy xúc cát này mình lấy động cơ bánh răng đang chạy kìa. Đó, xịn xò luôn, múc nào. Đó, đẹp quá các bạn ạ. Ồ, chiếc xe này chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Đó, đẳng cấp luôn. Đó, các bạn thấy động cơ đang chạy, động cơ để bánh răng đang chạy kìa. Ui, hay chưa. Ok, mình tắt chiếc xe đi nhỉ. Đó, xịn xò luôn. Rồi, mình ở đây nhé các bạn nhỉ. Rồi tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu cứu ô tô nhá. Đây là xe cần cẩu này, xe cần cẩu chuyên cứu ô tô ấy các bạn ạ. Xịn xò luôn. Đó, hạ được cần luôn này các bạn ơi. Ui, xịn xò chưa. Chiếc xe này chuyên đi cứu ô tô gặp nạn đấy các bạn ạ. Lân cần này, xong mình lại hạ cần này. Đó, đẳng cấp luôn. Đó, xịn xò luôn. Rồi bây giờ mới thiệu với các bạn, đây là xe bồn nhá. Xe bồn này chuyên đi chở nước tưới cây nhá các bạn ơi. Xe bồn chuyên đi chở nước tưới cây đấy, rất là ngầu luôn. Wow, có nhà có còi luôn. Động cơ thì rất là mạnh luôn đấy các bạn ơi.
Trên xe bồn này chút đi chở nước tưới cây xanh đấy con ạ. Ok, mình đây nhá.